Đây là khu vực rặng nhãn của khu Xuân Mai, thị trấn Xuân Mai. Một con đường rất là quen thuộc. Vâng, ở khu vực này có một khu giãn dân mới, có thể nói như một khu đô thị. Vị trí này là giáp với trường cấp 1 Xuân Mai B. Khu vực này là khu vực giáp với trường cấp 1 Xuân Mai B. Đây là lối đi vào chùa. Chùa Xuân Mai. Còn đây là một quán nước rất thân thuộc với mọi người ở khu vực Xuân Mai. Đây là bà mẹ của anh Thế. Tại vị trí khu vực phía sau nhà anh Hùng Dương là một cái nhà hàng mới được chuẩn bị được khai trương. Đây là nhà hàng ăn uống 6 đời 5. Rất thuận tiện khi mà chúng ta tổ chức hội nghị tiệc ở khu vực này.